nhà dân đây đang khổ là cái dòng này á, cái dòng này á thì không biết cái bên sở là chỉ thị của chủ tịch ủy ban là chỉ thị như thế nào, nhưng mà dân của tụi tôi á, cái dòng này đúng ra là truy xuất từ cái gốc, từ cái trại chăn nuôi. Còn ở đây thương lái tôi có biết cái gốc như thế nào, đi mua heo là 5-10 con heo thì đem về lò. Bây giờ anh Hòa là phó giám đốc sở kêu là mua vòng thì tụi tôi mua vòng xong tụi tôi trồng vô, rồi tới kích hoạt thì tụi tôi không có biết kích hoạt, tại vì tụi tôi là dân đen, nói chung là bên heo là không có trình độ để kích hoạt cái đó. Bây giờ anh Hòa kêu là không kích hoạt và không cho vô, ngăn sông cấm chợ, không cho vô sạp thịt bán. Các tiểu thương ở đây bức xúc, không có thịt bán, còn người pha lóc bán cho dân thì không có bốc xếp để làm. Anh Hòa chỉ thị xuống kêu là tổ ngân hàng ở đây không cho bốc xếp là hoạt động. Bây giờ 3-4 ngàn con heo đi đâu đây? Đó, vì cái chỗ mà cái vòng mà cái kích hoạt mà không cho là dân là hoạt động kinh doanh của cái ngành heo, trong khi thế má luôn cả bốc xếp đây là đi làm một ngày mấy trăm ngàn không cho người ta làm luôn. Lý do gì? Lý do cái vòng. Mà cái vòng kích hoạt là do đâu? Kích hoạt này là chẳng qua là để truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc ở đâu mà bây giờ truy xuất nguồn gốc tại cái lò, mà lò của tụi tôi đâu có biết cái gì truy xuất nguồn gốc, mà kêu của tôi kích hoạt để lên đây nó làm gì? Để lên đây để bán cái vòng. Cuối cùng là cái vòng á, đúng là truy xuất từ cái trại lên á, là dân tôi mới phục, là mới lòi ra cái con heo đó từ đâu. Còn truy xuất cái gì mà tại cái lò của tụi tôi, con heo về tụi tôi đi tới anh Hòa mua cái vòng, là vòng truy xuất gốc là gốc cái gì? Gốc cái lò, mà lò có biết gì con heo để đâu, mà trong khi lò của tụi tôi có giấy thú y, ra chợ có ban an toàn thực phẩm, có đầy đủ ekip, mà tại cái vòng mà tại sao không cho dân tôi đem heo vô bán, rồi tiểu thương của tôi đây đóng thuế, không cho tiểu thương tôi hoạt động, rồi thuế này là đóng cho ai, mua cái sạp bao nhiêu, rồi từ cái sạp này đem ra pha lóc không có bốc xếp làm, không cho bốc xếp làm, rồi cái bốc xếp sống từ đâu. Nói chung ra chỉ có cái dòng mà giết luôn cả từ thương lái cho tới tiểu thương, cho tới bốc xếp, cho tới cả một cái ekip của người dân luôn. Rồi nay mai tới cái trại nuôi heo như thế nào, tụi tôi bán không được. Ai mua heo cho dân, mà trong khi á xuyên á bị cái thuốc an thần đốt cái con heo, đâu phải là tại thuốc an thần, mà đâu phải tại cái dòng đâu. Cái dòng có truy xuất được cái thuốc an thần từ đâu không? Cuối cùng là cũng từ cái lò. Cái truy xuất này cao lắm là truy xuất từ cái trại lên đó, mà bây giờ đốt con heo đó là do con heo lông mồm lửa móng. Bây giờ người dân là bị ảnh hưởng luôn, là cái tác động là ăn vô bị coi giật cái gì không biết, mà báo đăng lên một cái người ta tẩy chay thịt heo là do đâu? Cũng do cái an thần, mà an thần là chỉ 24 tiếng đồng hồ là bên chuyên nghiệp là nó đã tái dĩa ra hết rồi, mà bây giờ đem vô cái an toàn thực phẩm, dân bọn tôi nuôi heo cũng không có ai mua. Đó là bây giờ cuối cùng là cái dòng đang làm khổ cho dân nữa nè. Heo đang bị rớt giá còn có 2 triệu 2 triệu 2 một tạ do đâu? Đó bây giờ dòng ở đây đem ra không cho dân bán nữa, là cái dòng này phải thắt cổ của cái người chăn nuôi hay không, hay là thắt cổ luôn cả là bốc xếp, luôn cả tiểu thương, luôn cả là lái chài, luôn cả những cái anh mà chạy xe mướn đi, là toàn bộ là dân của tụi tôi chết hết là vì cái dòng. Bây giờ hỏi anh Hòa là cái dòng đó chi xuất 6.000 bạc mà để cho tụi tôi tổn hao bao nhiêu tiền của từ trại heo, từ người là mua bán, từ người tiểu thương, các cái là do cái dòng này không phải là thắt vô để truy xuất nguồn gốc, mà cái dòng này có thể là thắt cổ của người dân đó. Tôi nói là báo chí là cứ công bố lên đi, có phải như vậy không? Rồi một trường hợp nữa, nhà anh chị em nào mà có thôn ba con heo là không được bán, con heo để số đó dẫn nghèo, mà bây giờ không được bán thì đấy thì đâu số đó dẫn nghèo. Không nói chung ra bây giờ đâu có nguồn gốc đâu, bây giờ không có cái chi xuất nguồn gốc. Bây giờ kêu bộ á là đồng nhất đi, làm cho nó ekip đi, dân tôi phục. Còn cái này mới có cái sở không thì thay về chi xuất thì từ từ cho dân người ta học, người ta cho nó quen, chưa biết gì hết. Bây giờ á chưa biết gì hết, ra đây cấm không cho người ta vô chợ bán. Cái mà dòng chi xuất này là làm là sở công thương làm bình điền chợ này là khoảng 6 tháng rồi, mà làm không có hiệu quả. Tất cả là 3 lần, nếu mà lần này là thứ 3. Mỗi 1 lần làm nếu là thương nhân tụi tôi tổn thất hết. Anh hiểu không? Heo tụi tôi á là có giấy tờ đầy đủ. Dòng tụi tôi mua. Không phải cạo dòng tụi tôi mua luôn. Cạo nhiều lò tập trung về chợ Bình Điền. Mà thú y người ta đã kiểm dịch đầy đủ rồi. Lên Bình Điền công thú y trạm Bình Điền người ta cũng kiểm tái bán, kiểm bán rồi. Bán toàn thực phẩm. Người ta
hàng tôi đủ chất lượng. Mà tự nhiên bây giờ cái đòi cái dòng chi sức, mấy anh chi sức là mấy anh chi sức ngay cái điểm bán, đúng không? Mấy anh thắt ngay cái điểm bán, còn cái này mấy ông thắt ngay chợ Bình Điền. Thắt ngay cái chợ Bình Điền. Tại sao kỳ vậy? Cái lò. Cái dòng chi sức là tìm cái nguồn gốc con heo ngay từ lúc từ nhỏ nó mới để ra, thì mấy anh phải thắt ngay cái điểm bán, chốt ngay những hàng điểm bán. À, nó bán heo mà nó không bán dòng thì á, con heo nó tại đó. Cái này cho nó bán, tụi tôi về tới lò giết mổ, ra tới chợ Bình Điền luôn. Thắt tụi tôi ở đây là gì? Bây giờ mỗi đêm 3-4 ngàn con heo, bây giờ là ủng ứ, là ách tắc luôn. Là bây giờ cái lỗi này cho ai? Còn cái thiệt hại này cho ai đây? Là đúng 11 giờ rưỡi đêm là cho nhập heo cho bán. Mà bây giờ hả? Anh biết heo vô á, bây giờ bao nhiêu tính tới là điểm này heo vô chợ mà không cho tụi tôi bán. Bây giờ kêu đại ông Hòa, xã Công Thương, phó giám đốc xã Công Thương kêu tôi đại 10 phút, rồi 10 phút, rồi 10 phút, rồi 5 phút. Thế tại giờ là 1 tiếng rưỡi tôi chưa thấy ông Hòa. Hàng tôi thôi giờ sao? Đó, mà đúng ra anh Hòa, đúng ra bữa nay anh phải xuống ngay từ đầu. Tại vì cái luật của anh ra, dòng của anh bán, tụi tôi có mua dòng hẳn hồi, chứ không phải là không có dòng mà anh không cho tụi tôi vô chợ. Tụi tôi là thực hiện đầy đủ, nhưng mà từ cái kết quả sức mà dạng là mua bán dòng. Vấn đề là cái vòng mới đầy đủ, cái khúc cái vòng mình là rất tốt. Đúng ra là cái dòng là rất tốt, để truy xuất nguồn gốc là rất tốt. Nhưng mà anh Hòa anh làm như vậy á, là nó không có cái lộ trình. Tại vì lộ trình là từ anh phải làm sao cho người chăn nuôi thẩm thấu là thông suốt gì cái đó là người ta mới là có. Bây giờ hiện giờ là Zpa, CV đều có dòng chi xuất nó xanh đáng có dòng. Chú Hòa vô cái nè, bọn tôi có chút xíu gì đâu. Đâu chú Hòa vô đó, chú Hòa đâu, 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 quay giùm đi, quay giùm đi, để quay hết, quay đi, quay đi, để quay đi, biết là chú Hòa quay đi, 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 quay đi. Rồi để cho chú Hòa nói chuyện. Quay đi. Sao mà quay chú Hòa luôn? Bây giờ chú Hòa nghe anh nói rồi. Quay hết, chú Hòa nói đi. Quay hết. Sao tụi tôi nói chuyện rồi? Chịu trách nhiệm cho mọi người. Từ từ. Không á. Kỹ thuật. Bà con ơi, thì thật ra là chạy đi chợ Bình Điền cũng thực hiện theo như của quay đi thì quay lên có trao đổi với lại anh Hòa thì tất cả những heo mà có thông tin nguồn gốc á, ví dụ như là dòng heo dòng có đủ thông tin thì người ta sẽ chăn nuôi rồi của thú y thì bản thân là cho trước. Còn là đối với những cái xe mà nó còn thiếu thì tôi luôn anh Hòa. Anh Hòa mới vừa nói cho tôi nghe. Giờ cho người ta vô là muộn rồi. Của bà con thì là tụi tôi là vì cái đây là cái chỉ đạo của thành phố. Chết mẹ hết. Tôi sẽ ghi nhận lại ý kiến của chỉ đạo bà con và báo cáo lại. Và cũng đề nghị bà con là khi mình mua hàng, mình cũng đề nghị bạn hàng của mình đó cố gắng là tìm những cái hàng có nguồn gốc như là chỉ đạo của thành phố. Đây là cái chủ trương. Không, cái này là đây mới nguồn gốc là bây giờ. Cái này là nói chung là tương lai là ủng hộ cho anh chi xuất nguồn gốc. Nhưng mà cái lộ trình chi xuất nguồn gốc như vậy á, anh giống như là anh hơi khống chế từ thương lái, từ cho người nhỏ lẻ. Tại vì dân mình nó chưa có nhận thức được cái chi xuất nguồn gốc đó, nó cặn kẽ lắm. Mà bây giờ anh đi hơi bị tắc quá. Tụi tôi chưa có biết gì cái này kích hoạt. Bây giờ anh kêu tụi tôi mua dòng. Gắn dòng, tụi tôi có gắn dòng. Mà hôm nay anh chỉ thị là không cho vô chợ khi không có kích hoạt. Thì tụi tôi không có phục là tại vì nó thiếu những cái thông tin cho dân của tụi tôi. Mà anh biết theo bây giờ còn có 2 triệu 2 triệu 2 một tạ. Mà anh ngăn xong cấm chợ mà anh chỉ cần một chút xíu như vậy là dân hiểu lầm là đang giết cái ngành chăn nuôi heo luôn, chứ không phải là tiểu thương tôi chết đó. Heo từ có cái xuyên á không, mà bữa nay là heo nó tuột giá như vậy rồi, mà bữa nay anh chỉ cần ngăn xong cấm chợ như vậy nữa thì heo nó sẽ không biết đi về đâu. Rồi bây giờ này các anh, bây giờ như vậy thì là các anh cứ đưa hàng vào kinh doanh, và ngày mai thì là công ty chợ cũng mời lên cùng làm việc lại với nhau nha. Dạ, chú nói vậy mà trong thời gian bị heo ướn lại nha. Bây giờ mình như vậy đi. Không, cái lộ trình của anh Hòa đi làm sao cho nó hợp được dân chút xíu. Tại vì anh đi là tắc quá, đi như vậy là bị sốc quá. Mình làm 7-8 tháng rồi. Ngày mai thì chợ sẽ mời cái này. Rồi vậy không? Rồi anh Hòa nói gì thôi, vô bán trước đi. Bỏ tới nhà heo tôi luôn.
chỉ thị cho lính làm. Mà lính làm mà lính không có dám đứng ra để mà nhận là lính làm. Chế quá lệnh không cho vô trận. Đó thì anh Hòa đó, anh Hòa chỉ thị. Mấy chế độ này chắc chắn là biết bao nhiêu tiền của người đó. Thì bây giờ cứ tung lên coi coi. Em mới làm chuyện cầu lao không à. Bạn em nó tới đâu. Nó sẽ đi về đâu. Không có cái chủ anh Hòa làm như vậy. Nó nói là nó nói là Khang Đại sắp chết vì có con heo rồi, bây giờ tiểu thương ngang xong tới chợ nên là chết tiếp về về cái giá cả rồi. Nhưng mà làm như vậy á là chết cái luôn đó, dân chúng bây giờ người ta không làm đúng đâu. Rồi, 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 rồi.